trên tay em là chiếc sạc chạy trực tiếp từ tấm pin năng lượng mặt trời có công suất là 30A, thương hiệu Enlizoi. Với chiếc sạc này thì nó có cái bộ tản nhiệt bằng nhôm đúc xung quanh rất là mát và hiển thị bốn cái đồng hồ báo thông số điện áp ra và vào. Đấy, kết nối thì rất đơn giản, có hai đầu vào và hai đầu ra. Các bác mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại đã để trên màn hình nhé. Xin chào các bác.